chào bạn, mình là Gamer, 21 tuổi. Mình cũng giống mấy đứa 21 tuổi khác, ngoại trừ một điều. Mình mù công nghệ. Đây là bàn làm việc của em, còn đây là sếp của em. Trong sáng nay, tôi cần em hoàn tất những việc sau đây. Viết thư chào sân kèm theo tranh minh họa, sắp xếp 10 cuộc họp với đối tác từ xa, thống kê tình hình cổ phiếu trong vòng 3 năm qua, góp ý tưởng cho phòng thiết kế, lên danh sách khách mời cho đại hội cổ đông, phụ chị lao công vệ sinh hồ cá. Tính năng nào của Windows 10 hoặc Office 2016 sẽ giúp Gamer tối đa hóa hiệu suất làm việc? Chia sẻ ngay trải nghiệm của chính bạn để có cơ hội rinh quà hấp dẫn.